Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tuổi thọ sẽ kéo dài khi sự sống của mỗi tế bào được kéo dài. Đó là nhận định của anh Võ Viết Phi, thạc sĩ công nghệ thực phẩm. Hạt ngũ cốc nguyên phần như gạo lứt là nguồn đầu vào hoàn hảo, cung cấp những chất cần thiết để nuôi dưỡng từng tế bào một cách trọn vẹn nhất. Khi mỗi tế bào được nuôi dưỡng tốt thì sự sống của mỗi tế bào được kéo dài, như thế thì giúp cơ thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài tuổi thanh xuân. Một thực tế đã được chứng minh là người ăn gạo lứt thường trẻ hơn so với tuổi. Những người ăn theo chế độ bình thường như hiện nay có nhiều tế bào chết hơn. Khi cơ quan nào đó trong cơ thể bị bệnh, có nghĩa là một nhóm tế bào bị tổn thương hoặc bị lão hóa. Do đó chúng ta phải bù đắp và kiện toàn càng nhanh càng tốt để giúp phục hồi nhanh. Những thực phẩm như là gạo lứt, hạt kê, hạt mè giúp sinh ra tế bào tốt, luôn luôn tạo môi trường cho tế bào tốt sinh ra để sẵn sàng thay thế tế bào xấu do bị tổn thương hoặc hết tuổi thọ. Ăn uống thuận theo tự nhiên, không những nhận được dinh dưỡng tốt mà còn nhận được đa dạng enzyme. Enzyme là chất xúc tác sinh học để chuyển hóa chất dự trữ như là đường gluco để tạo ra năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Tất cả hoạt động và phản ứng trong cơ thể như chớp mắt, nói năng, chạy bộ, suy nghĩ đều có sự góp mặt của enzyme. Tế bào cần enzyme để được cung cấp đủ năng lượng. Thực dưỡng là ăn uống thuận tự nhiên nên phù hợp cho con người. Ngồi thiền cũng là một phương pháp tốt để mà kích động các cơ quan và giúp các cơ quan nhận đủ khí oxy. Quan trọng là ngồi thiền giúp đưa oxy đến mọi ngóc ngách của từng bộ phận cơ thể. Khi các bộ phận nhận đầy đủ năng lượng, chúng ta cảm giác sung mãn, do đó người ngồi thiền có cảm giác lên thiên đàng là thế. Không có phương pháp nào giúp được như thế. Tập thể dục thể thao cũng giúp cơ thể nhận được lượng oxy đầy đủ đến các cơ quan, nhưng phải tập đúng cách và không bắt cơ thể làm việc quá mức. Cho nên, người tập thể dục thể thao thường vui vẻ. Anh nói chất GABA sinh ra trong quá trình gạo lứt nảy mầm khi ngâm gạo từ 12 tiếng trở lên và đỉnh điểm là khoảng 22-24 tiếng. GABA là một amino acid đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của não bộ, đặc biệt là các neuron thần kinh, có tác dụng giúp ngủ ngon, tránh mất tự chủ tạm thời, giảm đau nhức kéo dài kinh niên, điều trị rối loạn tăng động, thiếu chú ý, trầm cảm và hoảng loạn do thiếu hụt GABA do sử dụng thuốc an thần. GABA còn điều trị các bệnh của phụ nữ. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành công nghệ thực phẩm, anh Võ Viết Phi sinh năm 1978 về trường Đại học Lạc Hồng Đồng Nai giảng dạy từ năm 2001 đến năm 2005. Sau đó anh về trường Đại học Bình Dương giảng dạy từ năm 2007 đến năm 2015. Anh giảng dạy công nghệ chế biến thực phẩm và công nghệ enzyme. Từ năm 2005, anh có làm việc với giáo sư Lê Văn Tố ở Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây anh bén duyên với gạo lứt. Trung tâm cung cấp gạo lứt cho một số tiệm thực dưỡng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày của năm 2007, anh đi giao gạo lứt cho một cửa hàng thực dưỡng. Anh thấy có nhiều sách về thực dưỡng. Anh chọn đọc trước quyển Ăn gạo lứt muối mè của tác giả Ngô Thành Nhân và đọc hết trong ngày. Đọc xong thấy hợp lý. Qua hôm sau, anh áp dụng ăn gạo lứt ngay và tiếp tục đọc thêm những quyển khác. Hiện nay anh đang làm ở phòng giám định hiện trường của công ty lửa Việt quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, giám định khối lượng và chất lượng cho các nông sản. Từ năm 2009 đến 2015, anh chỉ ăn bột gạo lứt rang và không ăn thêm bất kỳ thứ gì khác. Anh nghĩ ăn bột cho tiện, khỏi phải nấu nướng nhiều. Anh khuấy với nước nóng, ăn mỗi ngày 3 bữa sáng trưa chiều, mỗi lần ăn một tô bột. Khi ăn xong cảm thấy dễ chịu và đầy đủ mà không thèm thức ăn khác. Bây giờ chế độ ăn của anh chủ yếu là cơm lứt muối mè với một ít rau luộc, xào hoặc nấu canh khoảng 10%. Anh thích ăn cơm hơn. Hơn 10 năm rồi anh không có bệnh gì cả, dù là cảm nhẹ, không có nghiệm phép về bệnh. Anh làm việc không biết mệt mỏi. Thậm chí cuối năm 2004, anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não và đến đầu 2005, hộp sọ của anh mới được ráp lại nguyên vẹn. Từ đó đến nay, anh không phải hẹn bác sĩ để khám lại và không uống thuốc luôn. Từ lúc ăn gạo lứt, cuộc sống của anh đơn giản hơn. Anh chỉ ăn gạo lứt với muối mè là đủ, không cần phải nhiều món như trước và như người khác. Tính tình của anh vốn dĩ đã thiện lành, nên từ khi gặp gạo lứt đưa đẩy anh đi chùa nhiều hơn, đặc biệt là thẩm thấu lời Phật dạy sâu hơn, dễ tiếp cận chân lý của Phật Pháp và áp dụng vào cuộc sống hơn. Những điều xấu xa không có trong suy nghĩ nữa và luôn nghĩ đến điều lành. Mình mất cái này thì cái khác sẽ tới. Anh học được chữ nhẫn. Một thời gian anh vào chùa làm công quả, anh không còn nghĩ mình là giảng viên hay là thạc sĩ, không còn so sánh vai vế thế này thế nọ, làm những gì người công quả làm như mọi người khác trong chùa. Hiện tại anh không dễ bị giận. Khi chưa ăn thực dưỡng, lo nghĩ phải làm tốt hơn người khác, phải hơn người này người kia. Nhưng bây giờ anh nghĩ mình làm tốt hơn mình là được rồi, không so sánh với người khác. Nhìn lại bản thân mình nhiều hơn, không có sự ghen ghét hay là khen chê ghen tị bạn bè người khác. Anh nói trong công việc không thể tránh khỏi sai sót. Nhiều người nhắm vào sai sót của mình thì mình chấp nhận, xin lỗi và cảm ơn họ. Anh không nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, không còn tranh cãi với người khác. Thông thường giảng viên quen với việc mình đứng đầu một lớp và cho rằng sinh viên phải nghe mình, khó chấp nhận những ý kiến ngược lại của sinh viên. Như vậy là dễ bị phiến diện.
Anh nói công nghệ thực phẩm có nhiều ứng dụng tốt cho thực dưỡng trong sản xuất và chế biến. Nó đảm bảo tính tự nhiên như ép tạo ra cốm, thủy phân để chế ra sữa gạo lứt, phương pháp lạnh để bảo quản gạo thay vì dùng hóa chất, ứng dụng hiểu biết của công nghệ thực phẩm ủ làm sao cho hạt gạo nảy mầm tạo nhiều chất GABA nhất, dùng phương pháp đo lường để biết được hoạt chất ở giai đoạn nào là cao nhất. Tất nhiên, thực dưỡng là một mảng nghiên cứu rất hấp dẫn đối với ngành thực phẩm. Ở nước ngoài có những trường giảng dạy về nghiên cứu thực dưỡng. Tuy nhiên, công nghệ thực phẩm có hạn là sử dụng nhiều hóa chất để tạo ra màu, mùi, vị, độ giòn, độ dai, độ xốp, độ đặc. Ngoài ra thì còn có chất bảo quản, chất chống oxy hóa. Công nghệ tạo phẩm là theo nhân tạo, còn thực dưỡng là theo tự nhiên. Dĩ nhiên, theo tự nhiên sẽ tốt hơn, nhưng vì một lý do nào đó, sống trong một thời đại công nghiệp, không có nhiều thời gian nên họ chấp nhận ăn thức ăn nhanh để họ có đủ nguồn năng lượng. Nhận định về thực phẩm trên thị trường, anh nói, không biết những bạn trẻ đang ăn thực phẩm hay ăn cái gì. Họ không biết tác hại của màu sắc sặc sỡ và hương vị quyến rũ có trong các loại nước ngọt và một số thực phẩm công nghiệp. Một cây kem thường có nhiều hóa chất như chất ổn định, nhũ tương. Mì ăn liền, món khoái khẩu của lớp trẻ thường có chất tạo hương để kích thích khứu giác và chất kích thích vị giác mà thành phần chính là bột ngọt và siêu bột ngọt nếu ăn nhầm gói mì kém chất lượng. Nó kích thích mạnh lên hơn các gai vị giác làm cho người ăn cảm thấy ngon. Khi ăn nhiều, nó tác động sâu vào gai vị giác làm mình thấy tiếp tục thèm ăn, nước miếng chảy ra và buộc mình phải tìm cái gì đó để ăn vào để xoa dịu kích thích đó. Như vậy là cứ ăn mãi. Ngoài ra, người ăn rất thèm uống nước lạnh để làm mất sự kích thích đó. Lúc đó lưỡi của mình bị luộc lạnh, chết tế bào nhưng mình không biết. Anh nói gia đình có người anh rể bị sỏi mật, gặp bác sĩ bảo cần phải mổ cắt bỏ túi mật. Anh rể ăn no cũng đau đói cũng đau, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó. Anh rể cũng được hướng dẫn nấu trà gạo lứt và ăn gạo lứt muối mè. Sau 2-3 tháng đi khám lại, bác sĩ bảo sỏi đã vỡ thành vùng, tiếp tục ăn thêm 3 tháng nữa thì không còn sỏi mật nữa. Bây giờ anh rể rất là vui vẻ. Người chị cũng bị và ăn gạo lứt một thời gian thì sỏi cũng mất luôn. Anh khuyên mọi người nên ăn theo thực dưỡng, không kể già trẻ. Những bé theo thực dưỡng rất dễ dàng trong việc ăn uống, không bị bệnh, các bé ngoan và thông minh. Thực dưỡng giúp lập thực đơn quân bình, âm dương cân đối cho cơ thể không bị lệch về âm hoặc dương từ trong máu và tế bào, nên giúp chúng ta khỏe mạnh và sáng suốt.哈哈哈，问什么的说？